Xin chào các bạn, hôm nay thì mình mới về thêm được 3 kiện hàng nữa các bạn. Thì trong này là 3 kiện hàng thì có một nồi chiên không dầu và hai cái bình giữ cơm nhé các bạn. Bình cơm giữ nhiệt đấy. Rồi, thì đây là cái nồi chiên Philips nhé các bạn. Đấy, thì đây là cái phím chỉnh nhiệt độ này. Đấy, còn đây là phím chỉnh thời gian này các bạn. Đấy. Đấy. Đây. Về cơ bản thì hàng đấu giá thì còn rất là mới luôn nhé các bạn. Đấy, rồi tiếp tục là đây là một cái bình mình báo giá luôn, cái này thì mình đang bán giá là 2,2 triệu nhé các bạn. Bình cơm với nhiệt là 2,2 triệu, bình cái nồi chiên là 2,2 triệu nhé các bạn. Đấy, rồi còn đây là cái bình cơm giữ nhiệt này, thực ra cái này là hàng mới chưa dùng nhé các bạn. Đây các bạn nhìn này. Đấy, hàng mới chưa dùng nhé, nhưng mà cái này không có hộp nhé các bạn, hàng mới chưa dùng nhưng không có hộp. Đây. Đấy, mình mở này. Cái này thì rất là to luôn các bạn, quay ra nó nhìn nó xịn hơn. Đây, đây là cái đựng, cái này có lẽ là cái đựng đựng đồ ăn này các bạn, đựng thức ăn này. Đấy. Còn đây là đựng mắm, đựng muối gì đấy các bạn. Đấy, đựng gia vị đấy. Còn đây là đựng canh này. Đấy. Còn dưới này là đựng cơm nhé các bạn, đựng cơm. Các bạn nhìn cái hũ của nó là các bạn, rất là dày luôn, cái bình cái khoảng cách mà xốp để giữ nhiệt đấy các bạn rất là dày luôn. À, mình phát hiện ra cái này nó thiếu thiếu cái đồ, một cái thìa nhé các bạn, tức là nó thiếu cái thìa. Đấy, nó thiếu cái thìa, có cái thìa chọc vào đây mới đúng này, nhưng mà cái này bị thiếu nhé các bạn. Thì cái này nó do thiếu cái thìa, với thứ hai là nó không có hộp. Đấy, thì cái này mình bán 1 triệu nhé các bạn, cái này là 1 triệu các bạn. Thực tế con nó có nhiều mẫu lắm, qua hình ảnh ấy, các bạn không để ý ấy, thì mình lại đi so sánh giá của cái này với một cái sản phẩm này đấy các bạn. Cái này nó nhỏ hơn rất là nhiều nhé các bạn. Đây mình cho bạn xem này, cái này bên mình bán 1,3 triệu, mới nguyên thùng 1,3 triệu. Đấy, nó nhỏ hơn rất nhiều, các bạn nhìn này. Đấy, thì cái này là 1 triệu nhé các bạn, nó thiếu một cái thìa để ăn cơm. Rồi, với lại nó không có hộp, nó còn tem nhé các bạn, cái này người ta chưa dùng đâu nhé các bạn nhìn này. Đấy, rồi tiếp tục thì đây là một cái bình giữ nhiệt còn thùng còn hộp. Đấy, cái này thì y như cái đó luôn các bạn, y như cái vừa rồi luôn đấy. Đây, nhưng mà cái này là cái đời sau nhé các bạn, cái này là cái đời sau này. Đấy. Đây. Đấy, cũng y như vậy luôn các bạn. Đấy, các bạn thấy không, cái kia nó bị mình xin lỗi, thiếu một đôi đũa, cái kia nó thiếu một đôi đũa. Đấy, cái này có một đôi đũa đấy các bạn. Đấy. Đấy, nhưng mà cái này thì nó chỉ có ba gọi là bốn món thôi. Còn cái này nó có thể tính ra là nếu mà nó đầy đủ 5 món, nhưng hiện tại nó cũng còn 4 món nhé các bạn. Tại thiếu cái thìa, thiếu đôi đũa rồi. Đấy, gắn vào, nó quay đeo này các bạn. À, cái này là mẫu đời mới nhé các bạn. Đấy, mẫu đời cũ là phải ra dây bằng da này. Đây, dây bằng da này là mẫu đời cũ nhé các bạn. Cũ thì nó xịn hơn, nó nhìn nó chắc chắn hơn, thậm chí nó nặng hơn. Nhưng mà cái mẫu này thì bây giờ là người ta không sản xuất nữa các bạn. Người ta ngừng sản xuất, ta thay thế bằng cái bản này này các bạn này. Đấy, bản nhỏ gọn như này nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Rồi, thì cả hai cái bình này các bạn thì nó bằng nhau, nó ngang nhau. Đấy, nhưng cái này nhìn nó sắc sảo hơn, các bạn nhìn này. Đấy, lớp giả da nó sắc sảo hơn. Đấy. Rồi, thì cái này mình bán 1,2 triệu nhé các bạn. Còn cái này là 1 triệu nhé. Đấy. Còn cái mẫu này bạn nào nhu cầu thì liên hệ mình, cái này là 1,3 triệu này các bạn. Đấy, rồi bên mình cũng có bình nước này. Đấy, bình nước cái này là 0.8 lít. Rồi đây là bình đựng súp này. Đấy. Rồi thì qua video này bạn nào ưng món nào thì liên hệ của mình nhé.
Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.